chiều cùng ngày đồng chí nguyễn thị thu hà ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và các vị đại biểu quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện hoa lư cùng dự có đồng chí đoàn minh huấn ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đồng chí nguyễn cao sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đại diện lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh một số sở ban ngành của tỉnh lãnh đạo huyện hoa lư sau khi nghe đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, cử tri đã phát biểu đề xuất kiến nghị gửi đến đại biểu Quốc hội và các cơ quan chức năng. Một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm và ánh kiến nghị của cử tri đó là việc bảo đảm an ninh năng lượng điện. Theo cử tri, việc xây dựng bảng giá điện sinh hoạt thành nhiều bậc như hiện nay là chưa phù hợp, đề nghị chỉ nên tính một mức giá Bên cạnh đó, cử tri cho rằng việc cắt điện luân phiên thời gian dài trên 8 tiếng đồng hồ ở các khung giờ phục vụ sinh hoạt trong đợt nắng nóng vừa qua đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đời sống của nhân dân, do vậy cử tri đề nghị ngành chức năng có giải pháp điều tiết để không phải cắt điện sinh hoạt và sản xuất trong trường hợp khẩn cấp bắt buộc phải tiết giảm, đề nghị cấp điện lại cho người dân vào các giờ cao điểm từ 10 giờ 30 đến 14 giờ và từ 17 giờ để ổn định sinh hoạt. Cùng với đó, cử tri đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp để giảm tỷ lệ người rút bảo hiểm một lần và có chế tài để người tham gia bảo hiểm xã hội không thể rút bảo hiểm khi coi đó là sổ tiết kiệm, làm ảnh hưởng đến hậu quả sau này của chính bản thân. Đồng thời đề nghị các cấp các ngành tăng cường hơn nữa việc phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao. Cử tri cũng phản ánh những bất cập trong hoạt động giảng dạy và đề nghị xem xét, tăng mức định biên giáo viên tiểu học trên lớp từ 1,5 lên 1,8 giáo viên trên một lớp. Đối với trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đồng thời đề nghị xem xét đánh giá hiệu quả hoạt động của việc sắp nhập các trường trung học cơ sở với trường tiểu học để có những chính sách cụ thể, nâng cao chất lượng hoạt động, tránh tình trạng nhập vào rồi lại tách ra. Tại buổi tiếp xúc, đại diện các sở ngành đã phát biểu, làm rõ một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng chí nguyễn thị thu hà ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cảm ơn ý kiến phát biểu trách nhiệm của cử tri đây là những ý kiến xác đáng xuất phát từ tình hình thực tiễn chia sẻ những khó khăn của người dân trong chi trả giá điện sinh hoạt cũng như những bức xúc của người dân trong thời điểm nắng nóng bị cắt điện luân phiên đồng chí đã trao đổi làm rõ về cách thức quản lý kinh doanh của ngành điện vấn đề an ninh năng lượng để hạn chế tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần trong thời gian tới đồng chí đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội tăng cường công tác kiểm tra thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động đặc biệt là truyền thông những thiệt thòi của người lao động khi rút bảo hiểm xã hội một lần Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường phối hợp với ngành lao động để thực hiện hỗ trợ tiền, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm khi người lao động đăng ký góp phần để người lao động được đào tạo nghề và tìm việc làm mới, qua đó góp phần hạn chế một phần tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Đồng chí cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị lên các cấp của thẩm quyền để có những giải pháp, quy định chặt chẽ, hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần.